Vẻ mặt đáng thương pha lẫn hài hước của những thú cưng tội đồ, hình ảnh những chú chó tội đồ mang lại những phút giây thư giãn sảng khoái. Tôi đã chạy vòng quanh nhà và sủa váng lên vì phân mắc kẹt ở mông. Gia đình đã nghĩ tôi sắp chết. Chú chó này có gương mặt rất tội nghiệp. Tôi chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi không có nổi đồ đạc gì lành lặn cả. Chú mèo thú tội bên chiếc rèm cửa rách bươm. Cái lạ nhũ này nhìn có vẻ nguy hiểm, bởi vậy tôi đã tha về giường và tiêu diệt nó. Chú chó thanh minh vì làm bẩn giường của chủ. Một chú sóc đã mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy chỉ với một cú khuếch chuột, còn một chú thì tắt nguồn internet.